không mình gặp được, gặp nhiều rồi. Quá lâu rồi. Quá lâu. Tính đấy, ra phải 2 năm nữa nhỉ? Hơn 2 năm ông làm đám cho tôi là đợt cái tôi cắn việc tôi không vô được, là cuối cùng làm đám cho tôi kế là để trừ luôn rồi. Đúng rồi. Đó Phượng kêu là hát karaoke một đêm á, đêm sau á. Lâu không rồi. Heo nạc đi. Heo nạc không phải nạc đâu. Cái này trâu. Không, nhưng mà heo mình nuôi bằng đâu có phải nuôi cám như cái đâu mà. Đâu. Nuôi bằng cây chuối nó mới ngon này chứ. Heo đều phải trâu, không phải heo. Cái da mà cái xương là cũng trâu thôi. Món này xong là bắt đầu là giả muối ớt cay bóp. Hấp dẫn nhất. Ta là ta làm nhà hắn ở khu nào nhỉ? Nhà hắn ở này nhé. À. Có mấy đám có làm không? Hả? À, tối 21 sang 22 rồi 24 sang 25. Cái đấy ta không có rồi. À. Cái đấy ta không có rồi. Cái đấy ta đi phố rồi. Đi phố làm gì? Làm phố. Thì vài hôm nữa chứ mấy? Vậy hôm là làm phố. Làm trong buôn da có cái nào không? À buôn 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 ngô. Buôn ngô không biết cái ta chứ đi phố không biết buôn ngô. Muốn làm gà này bây giờ làm gì, nướng hay làm gì đó? Lấy đi làm đi. Mạch là cái e là tao. đi mua tốt cái bên tay luôn à? Hành tay đâu mà chứ mày. Hành tay à, biết là qua tay mua. Mày không biết rồi. Đâu có gần đâu. Có gần đâu. Lúc đấy nó không biết này đâu. Nhượng đâu rồi? Ông nhượng lúc này ông nhượng. Thôi đây. Ông chủ đơn họ ông nhượng. Đúng không ạ? Đúng bưng, đúng bưng đúng căng đấy. Nè, xin lỗi. Năm năm à? Tục mà xa cái gì mà bà họ. Ây gôn em à? Chạy điên cái này có. Ờ, đi phạ chỗ. Mình nướng ở trăm phần trăm. Giờ đâu cũng chơi được. Cái này là, nó dai dai này mới ngon này. Không rồi, tao chơi được ở đâu đây, nó uống rồi. Vào trong nhà cũng đi vô nhà uống. Ai muốn ngoài đường. Có nhà cửa mà. Mới lõm trên bên này rài mấy cái phủ. Lúc nhớ nó lẹ mình đợi lại. Năm á? Bỏ tay năm á? Kìa cái gì mà? Bóng đây. Kìa cái gì mà? Đây. Đồ má. Đây làm trước rồi. Đang bo rộp nhưng mà trời là sướng thế này. Tha. Kìa cái tươi. Kìa tươi cái. Đồ ăn, em còn đứa bị làm không bị hả? Đứa bị được, đứa bị được. Ăn bò còn cánh đầu này. Tí rồi làm nữa. Tinh sẵn. Món heo bóp. Heo bóp đây. Đấy, món heo bóp. Đẹp tiết. Rất luôn. Cái này là tinh bóp hả? Bị không ăn? Không muốn đứng dậy gì? Mày chạy chạy đi. Từ từ từ. Không không lấy bầu cặp ra cái tớ uống. Đến chăn dầu đi vô. Bông nè. Cẩu quần được. Cho mong tiên cục lớn. Thì cục nè, tớ rủ. Ờ quá. Hết à. Ừ, ngon. Bái. Mình nó lại tiếp tục cầm bóp ra này. Qua đây rồi, lấy cái. Lấy cái. Lấy mấy hả? Lấy tivi đây. Hay hết luôn rồi. Mày được lấy tivi. Hơi mặn. Nhiều muối quá. Nhiều muối. Muối cho thấy
kia nó vậy bé bé lột qua ly nữa đủ quá nó mới tròn. Ra một ký anh à, bớt cái con hát bì á không hát bì này có thêm mười ngon nữa. Ô cả cái đồ mẹ tao đi mua 10 con nữa ngon rồi mẹ tao cắn mày đi. Ủa mấy kìa? Mấy đi mua bao nhiêu nữa? Ôi dẹp cho chưa? Quá cục thịt đi chợ này. Đi còn đi cháu đi dành luôn. Đây là mít luộc. Cái này 5 gói nha, 5 gói nha. Mít bắt đầu chế biến mít. Lâu chế biến còn chưa nhiên là mẹ sới để quay băm nát quá thì không gắp được. Em lấy luôn cái đùi đó. Thịt heo của mình nuôi này nó thơm mùi thơm đúng không? Ở chợ nào làm gì có mua về làm gì có mùi thơm như này. Anh ơi, anh có vậy rồi. Lúc này vừa bốn rồi. Để tí nữa. Để tí nữa, tí nữa là. Rồi.